mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng. Rất rất lâu rồi và có lẽ đây, mắt thâm quầng. Ngay cả bản thân bác cầm máy quay, mắt cũng thâm quầng hết rồi đúng không ạ? Vài ngày hôm nay thì chúng em đã đi khá là nhiều tỉnh thành trên đất nước Việt Nam mình để chọn lựa và tuyển chọn được những chiếc xe chất lượng về để phục vụ cho bà con cô chú bác. Và ngày hôm nay thì lâu lắm rồi chưa báo giá một dàn xe tải về giá cả, những cái tầm xe tầm 2,5 tấn, 3 tấn cho đến 5 tấn, 7 tấn, 8 tấn, 9 tấn. Thì hôm nay dành riêng clip này để cập nhật lại cái tình hình xe nhà đạt xe tải như thế nào. Mọi người cùng đón xem video này mọi người nhá. Thì đầu tiên có thể nói tới một chiếc xe mà có một cái kỷ niệm, nó nói về cái kỷ niệm mà nó đặc biệt cực kỳ luôn, nó gọi là kỷ niệm nghề xe đi. Tại vì nếu hôm đấy không thêm một chút may mắn, không thêm một chút tỉnh táo và không thêm một chút kinh nghiệm của bác Tài thì có lẽ clip hôm nay cũng không được xuất bản rồi. Thì đây, Kia K140 bửng nâng hạ dành cho anh em chuyên chở gia súc. Và chủ chức chiếc xe này là một người cũng khá là diêm đúa, khá là chịu chơi. Khi mà người ta nghe tới xe chở lợn thôi, người ta đã kiểu có cái cảm giác là nó cứ dơ kiểu gì ấy. Nhưng không, vì là chở lợn con, vì là chở đường dài cho nên là bác chủ đã đầu tư cho bộ của ghế giường nằm cho những người phụ xe để có thể đổi lái, để mà có một cái giấc ngủ trưa, ngủ đêm rồi là ngủ sáng để mà có sức khỏe hơn. Đây, cái giường nằm này thì hoàn toàn chúng ta có thể là gác chân lên khi mà chúng ta lấy cái thanh ở dưới này ra. Đây, đó, rất chắc chắn luôn, rất là thoải mái. Và diêm dúa đến lúc cả những cái phần diềm ở phần kính chắn gió này cũng được người chủ cũ đầu tư và làm thêm này. Quý vị có thể nhìn từ cái lỗ thất đồi mồi. Nhưng một điều nữa là tôi chưa phát hiện được một cái vết mọt nào. Vì khi chở lợn ấy, người ta thường là nghĩ rằng nó những cái chất thải nó chảy ra thì nó sẽ rất là bị mọt mẹt từ những cái phần diềm thùng này. Đây, từ phần diềm thùng đã hơn 6 năm rồi thì những phần diềm thùng đinh bấm nó vẫn còn chạy dài, và dường như chúng ta sờ tay vào những cái cần kẽ này nó không có cái độ mọt mẹt. Và ngay cả phần sàn nữa, phần sàn khi chúng ta nhìn xuống dưới này đấy, khi chúng ta nhìn phần xuống dưới thì chúng ta không thể thấy cong võng gì cả. Đó, quả dự phòng này thì nó mất cái lốp và vỏ bên ngoài rồi thì về chúng ta đầu tư thêm. Nhưng quả dự phòng sau thì đây, bác đã treo lên ở trong thùng. Đó, thì chiếc xe này thì đã được chủ trước họ cắt cái cửa sườn này để có thể bốc lợn lên nó dễ dàng hơn. Cái này bạn hoàn toàn có thể cởi dây ra và mở lên, và khi đăng kiểm bạn lại bù vào thì nó vô cùng là tiện lợi. Ngoài ra thì ở đây là vị trí để bơm này, để bơm bửng lâm. Còn ngày hôm qua thì em cũng nghịch dại một tí, em chưa đúng chuyên ngành cho nên là em nghịch, cho nên là cái khi mà em mở bửng ấy, em không cẩn thận, nó có một cái chốt. Khi em mở cái bửng này ra này, là nó có một cái chốt ở dưới đây, là em không kéo vào. Mà khi nó chạm đến cái sàn hơn cái mức này này, nó chạm đến tận kịch khung cái này, kêu cạch phát đi. Thì em cứ cố tình em lâng lên thì dẫn đến cái trường hợp là nó đứt cái dây cáp ở trong. Thì hôm qua cả ngày thì các anh em lại chỉ phải khổ đấy. Hôm nay em rửa xe, hôm nay mới rửa xe, anh em cẩn thận, bọc đi lông kỹ thật. Móc này thì để mà lùa lợn vào. Đây, những móc này lùa lợn vào này. Đó, đấy, thế thôi. Và khi con lợn nó ở trên đây thì chúng ta lâng lên,
thậm chí là lâng lên được cả sàn 2 luôn. Đấy, ở đây nó có một cái này này. Khi mà lâng lên nó có một cái thanh chốt này. Mà thì bạn phải rút lên. Nếu không rút lên thì bây giờ hạ xuống, nếu không rút lên thì hạ xuống rút lên xong mới lên được. Nó sẽ bị cả pha thế là toàn. Đấy. Chú ý những anh em nào mà mới sử dụng thủng lăng là chú ý điều này. Và bắt người vận chuyển chúng ta có thể chia sẻ với cái hệ thống thủng lăng này được không ạ? Đây là một hệ thống piston thủy lực đẩy. Nguyên lý hoạt động của nó là sử dụng piston đẩy để đẩy hệ thống dây cáp từ chạy vòng quanh, chạy từ đuôi kia sang bên này, chạy lên trên dầm dọc này. Đấy, hôm qua chúng em đã luồn dây trên dầm dọc xuống và lôi lên. Đây, bây giờ thì chúng ta phải hạ xuống. Đây, rồi khi chúng ta hạ xuống chúng ta có thể rút cái chốt đây ra. Được chưa? Đây, đây đấy, và bây giờ khi chúng ta sử dụng bửng nâng thì đấy chúng ta có thể lên đây, đây là sàn 1 nhá. Đấy, đây là sàn 1 này, chúng ta kéo lên đấy, nó vẫn ra được đấy, là kịch lên, kịch đến kia là không thể lên được nữa. Đấy, đây là lên được đến sàn 2 rồi đó. Và đây là chúng ta có thể thả vào viện ven của bửng nâng hạ xuống. Cái bưởng này thì nó có thể cõng được à? Mấy tạ nhỉ? Cái bưởng này một thì tấn, thực ra nó có thể cõng được đến tải đến hơn 1 tấn. Đấy, nhưng mà chúng ta cũng không bao giờ có thể làm nhiều thế. Và hôm nay em chia sẻ luôn là nhiều bác em có làm cái video mà bảo là cái bưởng này sao nhìn nó thô sơ mà đấy. Thực ra thì không phải là thô sơ mà do chúng em tháo mất cái nắp hộp kỹ thuật ở đây ra để thay bưởng. Đấy, nên là chúng ta nhìn thấy nó như thế này. Chứ còn nếu mà đúng của nó là có một bộ hộp kỹ thuật che lại thì không ai có thể nhìn thấy cái hệ thống trong này nhá. Bản thân đấy, thì chiếc xe này thì nó không phải là hoán cải gia súc mà bản thân nó chỉ là cải tạo thùng thôi. Còn đâu là nếu mà bác nào không có nhu cầu sử dụng cái bửng nâng này thì chúng em hoàn toàn có thể thổi cái bửng nâng này ra và bớt tiền đi cho các bác và trở lại cái vách nguyên bản cho các bác nhé. Đây ạ. Đấy, hệ thống xe này thì đây, hệ thống sàn thì không hề cong vọng này. Bảo trở lợn nhưng mà không hề thì là đẹp đỉnh nhé. Đúng không? Không mọt đúng không? Đấy. Mà chủ cũng rất cẩn thận nhá, quét hết sơn chống rỉ nhá. Đấy, lốp dự phòng sau nhá. Treo rất chi là cẩn thận. Đấy, ok, đây là căn bản của một chiếc xe bửng nâng hạ. Đây, tiếp theo chúng ta có thể đóng cái nắp này lại. Nâng cái này lên. Nâng lên. Đây, chúng ta đợi. À, cũng có những chiếc bổng nâng hạ thiết kế cái này bằng thủy lực. Đó. Cái bổng nâng hạ này thì nó được giấu trong cái hệ thống cánh cửa như này. Nên là khi ra đường thì cũng không ai để ý là cái xe có bửng nâng hạ. Hệ thống bửng nâng hạ này thì đã được giấu đây, giấu trong một cái cánh cửa đây như thế này, thì đi ra ngoài đường thì không ai biết đây là cái xe có bửng nâng hạ cả, không như những cái xe chuyên dụng khác. Và trong hồ sơ cải tạo thì nó vẫn là xe bình thường, không phải xe bửng nâng. Đấy, những cái xe này thì nó có xe sau này bạn sử dụng thì bán nó sẽ có giá hơn. Thì dành cho ai nếu mà không thích bửng nâng hoặc không phù hợp với công việc là chở lợn thì có thể thổi ra, hoặc còn nếu mà phù hợp rồi thì thôi cứ để đấy. Thì giá của em này thì mình đang báo công khai là 275 triệu, và tất nhiên cái giá đấy thì nó bao gồm cả bơm cả bửng nâng. Còn nếu ai anh em nào không cần thì mình có thể tháo ra thì mình sẽ bớt đi một số tiền nó khá là lớn dành cho anh em là thiết chí. Và tất nhiên cái giá đấy vẫn đến đây giao nộp cho anh em và cam kết cho anh em là xe điều hòa mát rét đấy. Hôm trước là đi là còn bật lên 1 phút 2 phút là phải tắt đi luôn ấy, lốp rất đẹp và dường như cả dài, và chủ cũng dường như là để cho mình cả cái giường làm khá an toàn rồi, yên tâm rồi đó. Thì đó là nói về chiếc Kia K140 2014. Tiếp theo nữa, ở bên tay trái của mình đây là một chiếc Kia K165. Thì em này nó là 2,4 tấn và nó được nâng tải. Về dòng Kia K165 này thì nếu mà các bác ấy lần đầu đi mua xe phải xem nhé, những cái đời 2015 cần phải chú ý là đầu 15 thì nó chỉ có 1,65 tấn thôi, nhưng mà cuối từ năm tháng 5 2015 là nó lên 2,4 tấn là có giá hơn, nó có giá hơn. Và đây
2/4 đây. Chiếc xe này hiện tại em đang bán là 345 triệu thì đã bao gồm là khám phí mới này, khám phí mới này. Đấy, khám phí mới luôn. Giải miên man. Và mỗi lần khám phí em cũng mất khoảng đâu đó khoảng 5 triệu đấy, cả bảo hiểm 5 triệu. Đấy. Thứ hai nữa là điều hòa nó sàn đầy đủ cho anh em. Và cái giá đấy vẫn còn thương lượng được. Đấy. Về chiếc 2017 này. Hiện tại đời 2017 này thì màu trắng cũng có, màu xanh dương này em vẫn có. Đấy, có khoảng 3 mẫu 2017. 2016 thì có khoảng 3 mẫu, 2015 thì có khoảng 3 mẫu cả thùng kín, thùng bạc nữa. Và khoan nói đến dòng dòng Kia thì bây giờ em sẽ báo giá một dàn những chiếc Thaco Olin. Đấy, Olin thì đây là chiếc xe mới về này. Chiếc xe này là của anh em trong hội đây. Chiếc xe này là thùng kín. Thùng kín thì đã được đầu tư luôn cả quả mui nước gió này. Mui nước gió này em nói đi một tí các bạn thông cảm. Và tất cả chiếc xe này thì đây, năm ngoái em nhớ năm ngoái là ông anh em đã bán ra, năm nay là em lại mua vào. Sau một năm sử dụng thì bác chủ của bác đã có tài chính và lên những cái đời xe nó cao cấp hơn. Còn đâu chiếc Olin thực sự là phải nói một cách chân thành, nó là xe tàu, nhưng nó là gọi là tàu trung ương. Thì khi mà chúng ta đầy đủ gọi là tài chính hơn, nó xay ra lúa, nó thóc cho mình rồi, thì mình sẽ có thể có tiền để mà đầu tư những dòng xe nó tốt hơn. Và bác nào mới bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp hoặc là muốn nhanh thu hồi vốn và nhanh ra tiền và có chân hàng ổn định thì có thể lựa chọn này. Cái chiếc xe thùng kín này thường những nhà phân phối hay sử dụng, nhà phân phối tạp hóa bánh kẹo đấy thì hay mua, khu công nghiệp thì hay mua thùng kín đấy. Chứ nếu mà bình thường mà chúng ta gọi là chở hàng trâu bò thì chả ai mua thùng kín làm gì. Đấy là chia sẻ với các bạn, bác là như vậy. Thì đây, chiếc xe thùng kín này nó có cửa lách luôn. Và đây là chiếc xe 500B, tải trọng là gần 5 tấn. Thì chiều dài thùng của em nó là 4m25, gần 4m3. Gần 4m3. Đấy. Và tổng thành thì chiếc xe này cũng đã có được trang bị điều hòa rồi. Điều hòa rồi và phanh hơi. Phanh hơi thì chiếc xe này nó đã được chế lên lốc kê rồi các bác nhá. Bình thường thì nguyên bản nó chưa có lốc kê, nhưng chiếc xe này đã được chế lên lốc kê rồi. Đời của chiếc xe này đời 2017. Đời 2017 các bác ạ. Và đã có kính điện. Thì đây là chiếc xe đầu 2017 có kính điện. Thì em nghĩ là cái hệ thống kính điện này là cũng là chế thôi. Thì tại vì là theo nguyên lý thì cuối 2017 mới có kính điện mà có lốc kê. Có những con đầu 2017 cũng chưa có lốc kê, nhưng con này là chế hết. Thì bác chủ cũng, ai mà sử dụng chiếc xe này bây giờ thì cũng đỡ được phần tiền khá là nhiều. Đầu tư về cái hệ thống an toàn, hệ thống phanh, rồi hệ thống lên xuống kính các thứ đầy đủ. Ngoài ra thì hệ thống đèn cũng khá là riêng rúa. Đấy, hầu hết là nhiều anh em trong hội và toàn là tính thanh niên cho nên là đầu tư nhiều thứ ạ. Đó. Con này có còi hơi không nhỉ? Có, còi hơi, còi kết hợp đèn. Cắt mát rồi. Máy thì xem này nó vẫn là nguyên zin. Nó chỉ đây, nó chỉ tháo cái lắp nhớt này ra thôi. Lắp nhớt không phải tháo lắp nhớt. Đây vẫn là keo zin anh em ạ. Vẫn là keo zin của nhà máy anh em ạ. Đấy, cả khoang động cơ là máy nguyên zin. Như chiếc xe này điều hòa nó lắp ở đây. Bình thường thì nó sẽ lắp ở vị trí cua lốp trước, phần cua lốp trước kia, nhưng mà chiếc xe này nó đã lắp ở đây thì nó sẽ đẹp hơn. Và phần sàn sóng cũng như sắt chi thì từ góc độ này anh em có thể nhìn thấy là không hề than hay không hề có dấu hiệu mọt hay không hề có dấu hiệu xuống cấp nào cả, không hề có dấu hiệu nứt gãy gì cả. Nhiều chiếc xe chở nặng quá, vặn thùng nhiều quá phải là lắp tăng bua như này thì những cái phần ở giữa sắt chi này nó cũng bị lứt ra một quá trình. Nhưng như chiếc xe này anh em có thể cận cảnh nhìn thấy tất cả chi tiết còn vàng và không có dấu hiệu bị bả hay là lứt gãy. Thì đó là những cái lựa chọn cho anh em để mà đi mua xe cũ cần phải chú ý. Sắt chi vô cùng quan trọng và xương sống của chiếc xe. Và thứ hai nữa, phần lốp của chiếc xe này thì cả dàn lốp nó cũng chỉ được tương đối thôi, cho nên là anh em nếu sử dụng thì về thì cần đầu tư thêm. Chiếc xe này hiện tại mình đang bán là
5 triệu. Hiện tại mình đang bán là 305 triệu thì vẫn có gia lộc thêm cho anh em để đầu tư những cái mà anh em cảm thấy nó phù hợp với công việc. Đó. Xem không? Những dòng xe này thì nó tiết kiệm vô cùng luôn. Nếu mà những dòng xe máy cơ này nó chỉ rơi vào khoảng, nếu chạy đủ tải 100 cây nó chỉ rơi vào khoảng 12 đến 15 lít thì những chiếc xe máy điện thì nó lại còn tiết kiệm hơn nữa. Tuy nhiên là những dòng xe máy cơ này nó vẫn được chuộng hơn. Bởi vì sao? Bởi là cái gọi là điện đường trường trạm của Việt Nam mình, cơ sở hạ tầng của Việt Nam mình, dầu mỡ của Việt Nam mình thì nó vẫn, loại này nó vẫn phổ thông hơn. Còn rất là nhiều anh em hỏi là ông bán xe máy cơ sau này dòng xe máy cơ chục năm nữa, 20 năm nữa nó hết đáp thì ông bán xe máy điện không? Thì thực sự là xin thưa với tất cả anh em là chúng ta cũng chẳng cần sân si làm cái gì cả. Chỉ nói thực tế là như thế này này, tôi bán 10 xe máy cơ thì tôi bán được một xe máy điện, nhưng không có ý nghĩa là tôi cổ suý cho những cái đời không tiết kiệm nhiên liệu, hay là đời nó gọi là không bảo vệ môi trường, mà tôi lại gọi là cổ suý cho những thế hệ cũ. Không có ý đó, mà như thế này, những xe máy điện ấy thì nếu bạn ở những cái thành phố lớn, nếu bạn chở hàng nó nhẹ nhàng và nếu cái công việc của mình chỉ cần như thế thôi, có điều kiện kinh tế thì chúng ta chẳng tội gì chúng ta mua những chiếc xe cũ hay là máy cơ cả. Được. Tại vì sao? Máy điện nó rất là lợi dầu, máy điện nó rất là tiết kiệm nhiên liệu và êm ái, tạo cái cảm giác cho chúng ta cái sức khỏe nó tốt hơn. Tuy nhiên là ở cái thời điểm hiện tại ấy, nếu nó xảy ra sự cố, chúng ta nếu ở vùng sâu vùng xa rất là khó sửa chữa đấy, anh em phải nói như thế, và muốn sửa chữa thì phải gọi cho hãng, phải đợi đồ đấy, các bạn cân đối xem nó phù hợp với cái nhu cầu của bản thân mình, nó phù hợp với dòng xe nào thì các bạn lựa chọn, mình chỉ tư vấn thôi nhá. Em biển 18 này em 500B giống em kia, thì nhưng mà em này nó là thùng bạc thì em này có giá là 230 triệu, đời 235 triệu, đời 2015. Và bên cạnh chiếc 5 tấn là một chiếc xe 3 tấn rưỡi mà 3 tấn 490 thì nói đúng hơn, bằng B2 anh em vẫn có thể chạy được. Là chiếc xe 350 này máy cơ, thùng dài là 3m7. Đấy. Thì chiếc xe này có giá là 268 triệu. Tiếp theo là em 700C này. 700C hiện tại ngày hôm nay mình về hai mẫu. Mẫu xe này là cũng lâu rồi thì mình chưa bán được. Thì anh em nếu mà đến thì có thể tham khảo mẫu này hoặc mẫu kia, thì mẫu kia nó đẹp hơn một chút, giá nó nhỉnh hơn một chút. Đấy, đời 2017 em này có giá là 395 triệu, còn đây là em đời bao nhiêu nhỉ, mới về đời 2016 đấy, đời 2016 nhưng em vẫn báo giá là 395 triệu. Tại vì sao? Tại vì là cái độ đẹp của nó, độ chất của nó, độ zin của nó ngang với những cái đời, thậm chí cả những cái đời 2017 không thể sánh bằng, chưa thể sánh bằng. Đó, thì đó là cái giá mà em, và tất nhiên anh em vẫn còn đảm bảo cho anh em những cái phần quà khi mà đến thực tế tại bàn xe bạc. F biển 26 này là một mẫu xe cũng khá đẹp. Đây, Olin 500B nó chỉ rơi vào không khoảng tầm 300 triệu thôi anh em nhá. Em biển 20 này cũng vậy, nhưng mà em biển 20 thì thuộc cái thế hệ mà nó đẹp hơn nhiều, thì em bán với giá là 315. Đó. Tiếp theo là em biển 23 này. Em biển 23 này là 350 new, đây là dòng xe máy điện này. Đấy anh em nhìn này. Thì cái dòng xe máy điện được cái là mình thích là thùng nó mở được 5 bừng và chiều dài thùng nó được nới ra rất là nhiều, nó dài 4m335 cơ. Và nó là tải trọng là 3 tấn 490. Nó thay thế cho cái đời cũ là đời 2017 là 350 máy cơ vừa rồi mình giới thiệu con biển 12 ấy. Thì em này là đời 18 có giá là 301. Thì anh em thiện chí thì mình có gia lộc thêm. Tiếp theo là em nào nhỉ? 345. Thì em này mình cũng chưa có lý do để mà bán luôn nó. Cho nên là đây anh em nếu mà là một tín đồ của dòng Olin thùng to, thùng nó dài 3m7, rộng nó hơn 2m, rộng 2m1. Mình nhớ không nhầm là như vậy, hình như thế hay là nhỏ hơn, nó chỉ 1m8 thôi, nó nhỏ hơn 500B đấy. Thì tải trọng của em nó là 2 tấn 4, đời 2017 có giá là 252 triệu đấy. Thì anh em đến thì mình có bớt nhiệt tình cho anh em thiện chí
Mình có hai mẫu như thế này anh em nhé. Một mẫu thì mình vừa về đi rửa rồi. Em biển 88 này anh em nhìn này. Nếu là theo dõi video của là xe tải nhiều ấy thì có thể để ý em này. Từ đầu là nó một cái thùng nó khá là cao, nhưng mà theo nguyên bản thì mình phải hạ về nguyên bản thì mới đi được. Cho nên mình hạ thùng xuống bằng những chiếc xe khác và mình đi đánh bóng. Đi đánh bóng thì nó rực rỡ như này ấy. Đầu tiên mình cứ để đấy nó không đánh bóng. Những cái phần xước sẹo vẫn để sơn zin thì đôi khi anh em đến là không sướng thôi, quyết định đầu tư đi spa da cho em nó. Vẫn giá cũ 270 triệu à đầm. Ừ, đúng rồi, 270 triệu 26. Đời 18 này là Thaco 345 anh em ạ. 43 chiếc 345. Ôi trời ơi. Thôi anh em đến mà thích cái mẫu xe thùng to, tải to, đời cao như thế này, mình để cho giá hợp lý nhá. Chứ thực sự là mình cũng chưa có lý do gì để mà mình bán em này. Mình lấy về vì đam mê và để đầy đủ cái chủng loại olin cho anh em thôi. Mười mấy con olin này, đây anh em nhìn thấy chưa? Quả này mà không bán được là lại vợ lại đuổi ra trông xe tiếp đấy anh em ạ. Đây 74 đây, anh em bảo là Hà Nội nhiều khi điện thoại cho mình ấy, điện thoại bảo alo anh Đạt à, anh ở đâu đấy, em muốn mua con xe, mình ở Thái Nguyên. Chả thế các bác, 100% các bác là ở Hà Nội thì em đây 74 em còn vào em lấy ra cho nên là không hề xa xôi. Khi mà dịch vụ quan trọng là các bác em đã đủ tin tưởng để các bác lựa chọn hay chưa thôi, còn đâu là các bác cứ theo dõi, bao giờ đủ thì niềm tin thì hãy cứ đến bên em hoặc cứ alo cho em tư vấn cho các bác chọn được xe, mua xe ở đâu cũng được, chọn được xe ưng ý là được rồi đó. Em này đời 2017 nó bán là 345 triệu đấy. Biển 15 này em cũng mới về là đời 2015. Em làm một cái clip là mất bình hài hài ấy thì các bác ủng hộ em, nhiều bác cứ tưởng thật nhưng mà cũng là bài học kinh nghiệm, em cũng đã bị ỉ mất thật rồi đấy. 300 triệu ở đằng kia đây, ở đằng kia thì em có con phân khối lớn này của em đấy. Bác nào thiện chí thì em phát lại cho, em chán rồi đấy. Tiếp theo nữa là em biển 14. Biển 14 này thì nó gọi là một chiếc xe K165 hồ sơ cầm tay và giá hợp lý cho anh em. Em này thì giá thị trường bây giờ rơi vào khoảng 325 xe đẹp. Nhưng chiếc xe này thì nó cũng không đâm va gì, nhưng mỗi tội là đây tất cả tổng thành thì nó chỉ gọi là vừa xe, chiếc xe vừa đấy, chủ người ta đi người ta gọi là bố bã ấy. Cho nên là mình để một cái giá nó chỉ hơn 300 một tí thôi thì anh em thị trí ới mình nhá. Dành cho anh em thích màu trắng, ghét sự lịch chung. Đợt biển 24/2011 218 triệu. Sắp có video chi tiết về em nó. Và đây thùng kín. Có một cái lý do là nhà mình chỉ có vài ba con thùng kín. Đó là thực tế là thùng kín thì mua mới thì nó sẽ đắt hơn, đắt nhất trong các loại xe dưới cái loại đông lạnh. Đông lạnh thì nó không nói rồi, còn đâu thùng kín là cái loại xe mà mua mới là nó đắt. Nhưng khi bán ra thì thực sự nó khó bán, cho nên giá thành nếu là người sử dụng mà bán đi nó sẽ rất là rẻ. Cho nên là cái nhu cầu đầu tiên là lựa chọn đúng công việc. Thùng kín thì mua cái công việc của chúng ta phù hợp chúng ta mua, thì chúng ta lấy cái công việc đấy chúng ta làm ra tiền thì ok rồi, sau này chúng ta không tính đến việc khấu hao của xe nữa thì ok. Còn đâu là nếu mà cả hoa quả mà tính là khắc cùng đi thì không nên. Để chia sẻ luôn với anh em như thế, chiếc xe này nó chỉ rơi vào tầm 300 thôi anh em nhá, có lùi cho em tí. Đây là em K2007, nhưng mà xe này hàng không bán các bác ạ, tại vì xe người nhà dùng đấy. Bao giờ bác chủ bác ấy bán thì em sẽ bác ở đây là không là bác chú của mình, bao giờ chú ấy bán thì mình sẽ bảo các bạn và inbox riêng cho mình nhé. Đấy, giá thì vì là xe người dùng cho nên đầu tư nhiều rồi, giá nó hơi cao, cho nên là anh em mình thiện chí thì gọi cho mình K2007 đời 2010 mấy đấy, 12 anh em ạ. Đây, bác chủ đằng sau đang bảo bán đi, chứ là thực tế là phải được giá mới bán đấy, nói luôn với các bác là thế. Đây là chiếc xe đời 2015 các bác ạ. Đây đời 2015 là K165 là 2.4 chứ không phải 1.65 và cũng khoảng giá cũng là 300 triệu đấy. Bây giờ các bác có thể nhìn thấy là đây bãi này nhìn khá là rộng nhưng vẫn còn thiếu rất là nhiều ô và thiếu rất là nhiều xe, cho nên là anh em bạn hữu ấy mà có những chiếc xe là có những thông tin về những chiếc xe nào có thể alo cho mình, alo xe tải lên đường luôn đấy.
và thì mình gửi hoa hồng cho quý anh chị và các bạn nhé. Mấy ngày hôm nay đi nhiều nhưng mất việc cũng nhiều. Đấy, số không biết là chắc là mình chưa đủ tốt, chưa đủ đẹp trai cho nên cô chưa thương. Nhưng mà ngoài khi mà mất việc thì mình cũng học được rất là nhiều bài học. Thì chả bao giờ là, gọi là cái thành công chả bao giờ đến với lại đến ngay khi mà chúng ta không trải qua một chặng đường dài, đúng không anh em? Thì sau clip này, đầu tiên thôi thì tháng mới, niềm vui mới, chúc anh em là thuận buồm xuôi gió, bình an trên mọi lẻo đường. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em, các bạn hữu gần xa và một ngày gần nhất tại Đạt Xe Tải. Tự tin, tự mình, tự chọn mua một chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai.